Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyên gia cho mọi nhà được phát sóng lúc 20 giờ trên kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, đau nhức xương khớp là biểu hiện chung của những người bị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay là loãng xương gây ra. Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như hậu quả của căn bệnh này, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe những tư vấn tới từ chuyên gia. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên trưởng khoa nghiên cứu thuốc, Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Và trong số phát sóng lần này thì chúng ta cũng vô cùng vinh hạnh có sự tài trợ của nhãn hàng X Cốt Vương, chuyên gia xương khớp cho mọi nhà sẽ đem tới cho quý vị thật nhiều thông tin hữu ích nhất. Thưa chuyên gia, trong lúc chúng ta chờ đợi những cuộc gọi tới chương trình thì cho phép Bảo Ngọc được hỏi là đâu là những nguyên nhân và hậu quả của bệnh lý cơ xương khớp ạ? Chào MC Bảo Ngọc, xin chào quý khán giả. Cái bệnh cơ xương khớp ấy là cái nhóm bệnh lý của bộ máy vận động, nó bao gồm bệnh lý về các cái cơ xương khớp, cơ dây chằng quanh khớp. Cái nguyên nhân ấy thì theo y học cổ truyền thì bệnh xương khớp thì còn được gọi là chứng tý. Tý là do tắc nghẽn, do tà khí rồi xâm nhập vào cơ thể dẫn đến tình trạng là khớp bị xương bị phát sinh một cách đau nhức, rồi co duỗi thì gặp khó khăn, rồi cứng khớp nặng thì sẽ sưng nóng đỏ đau hoặc là biến dạng về ổ khớp. Tùy theo bệnh mà khi mắc bệnh lý về cơ xương khớp ấy, thì có những biến chứng khác nhau có thể chúng ta gặp phải. Thứ nhất ấy, là giảm dần hoặc thậm chí mất cái chức năng vận động một cách thông thường, rồi hiện tượng teo cơ, biến dạng khớp hoặc là bị tàn phế. Các cái bệnh lý về tim mạch thấp khớp có thể gây tổn thương tại tim, đặc biệt là van tim, và đây là cái nguyên nhân gây bệnh tim mạch và có thể gây tử vong khi mà lớn tuổi. Bệnh viêm khớp dạng thấp làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao ở những người cao tuổi. Xin cảm ơn những thông tin từ chuyên gia. Và vừa rồi thì chúng tôi có nhận được một cuộc gọi tới từ quý khán giả có số điện thoại là 0983 657 208. Và chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán giả này ạ. Xin chào bạn, tôi là MC Bảo Ngọc và ngồi bên cạnh tôi là chuyên gia Phạm Hòa Lan, tới từ trường quay của chương trình Chuyên gia cho mọi nhà. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ? Xin chào chuyên gia, thời gian gần đây tôi bị đau nhức xương khớp. Tôi có đi khám bác sĩ và được chẩn đoán là bị đau nhức xương do thoái hóa cột sống và thoái hóa hai khớp gối. Tôi có sử dụng thuốc tây và đi khám. Cứ uống thì tôi cảm thấy người không còn đau nhức mỏi nữa. Từ đó cứ đau là tôi sử dụng và không còn thấy đau nhức và tôi có thể làm việc thoải mái. Nhưng dạo gần đây tôi uống không còn hiệu quả như trước, nửa đêm mất ngủ vì đau nhức, buồn tay chân và hay đi tiểu đêm rất nhiều lần. Tình trạng này kéo dài khiến cho sức khỏe tôi yếu ớt, mệt mỏi và sút cân nhanh. Chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi sử dụng thuốc tây ở viện như vậy có ảnh hưởng gì hay không? Đối với câu hỏi của anh Trung ấy, thì tôi xin được phân tích cho anh như sau. Bệnh thoái hóa xương khớp ấy là cái loại viêm khớp phổ biến nhất hiện nay. Nó rất dễ gây ra cái hiện tượng là đau nhức ở các cái khớp tê bì chân tay do chèn ép dây thần kinh, làm giảm cái khả năng vận động một cách bình thường. Còn vấn đề mà anh Trung sử dụng thuốc tây để điều trị thì bệnh của mình ấy, chỉ trong khi sử dụng sẽ đỡ và có hiệu quả rất là nhanh chóng. Khi anh ngưng thì sẽ đau lại, thậm chí có những cái lúc mà còn nặng hơn. Mới đầu thì khi sử dụng thuốc tây thì chi phí thì khá rẻ, nhưng mà cứ đau là lại mình lại phải mua về sử dụng. Tiếp tục như vậy thì nó sẽ tiến tới là rất tốn kém. Sử dụng như vậy thì sẽ mất rất nhiều với thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, đời sống của anh. Tôi khuyên anh là không nên lạm dụng cái thành phần kháng sinh giảm đau quá nhiều. Anh nên tìm hiểu cho mình các cái sản phẩm mà một cách tự nhiên, sản phẩm tự nhiên để sử dụng cho có hiệu quả và an toàn về sức khỏe. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia đã tư vấn. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác để sử dụng và sẽ không lạm dụng kháng sinh và giảm đau nữa. Thưa quý vị, tiếp tục rất nhiều những câu hỏi của quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Cho phép tôi được kết nối với số điện thoại là 0973 657 358. Xin chào, tôi là MC Bảo Ngọc và hiện tại tôi đang ngồi cùng chuyên gia Phạm Hòa Lan. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ? Chào MC, chào chuyên gia, tôi tên là Chiến, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi hiện tại đang sống và làm công việc xây dựng tại Thanh Hóa. Xin chào anh Chiến, anh có vấn đề gì cần hỏi thì anh sẽ trao đổi với tôi để sẵn sàng tư vấn cho anh để anh được nắm rõ căn bệnh của anh. Thưa chuyên gia, tôi gặp tình trạng đau nhức cái vùng thắt lưng khoảng 3 năm nay. Nó đau kéo nặng xuống hai bàn chân,
khiến cho 10 ngón chân của tôi khá là tê cứng. Cái cơn đau thì khá là vất vả. Thỉnh thoảng thì cái vùng bắp chuối chân của tôi thì bị chuột rút. Tôi có thăm khám bác sĩ và được chẩn đoán là thoát vị đĩa đệm đốt sống L4, L5. Bản thân tôi là trụ cột của gia đình mà cái tình trạng đau nhức thì diễn ra khá thường xuyên. Vì vậy nó ảnh hưởng rất là lớn đến công việc và tôi cảm thấy rất là bế tắc. Tôi đã nghe rõ vấn đề anh Chiến nói. Tôi cũng xin chia sẻ cho anh Chiến được biết. Bệnh thoát vị đĩa đệm là một tình trạng nhân nhầy đĩa đệm cột sống ấy, nó thoát ra khỏi vị trí một cái bình thường trong cái võng sợi, chèn ép vào ống sống hay các cái rễ thần kinh sống về lâm sàng ấy, gây nên cái hội chứng thắt lưng hông một cách điển hình. Do đặc thù công việc của anh ấy, phải làm việc lâu với một cái tư thế là không thoải mái, làm cho cột sống của anh Chiến nhanh bị thoái hóa và gây áp lực, ảnh hưởng xấu đến chức năng của đĩa đệm, khiến cho cái tình trạng bệnh của mình ngày một nghiêm trọng. Và tôi khuyên mình nên điều trị sớm, tránh những cái biến chứng mà một cách không mong muốn. Vâng, cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia. Tôi nghe nói có nhiều sản phẩm được hỗ trợ và điều trị xương khớp rất là tốt. Chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi một vài cái giải pháp để tôi có thể là cải thiện cái tình hình bệnh của mình. Tôi chân thành cảm ơn. Rồi hiện nay ấy, thì trên thị trường ấy, thì có rất nhiều sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp. Trong đó phải kể đến sản phẩm X-Cốt Vương. Đây là một sản phẩm hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, làm chậm cái quá trình thoát vị đĩa đệm. Rồi nó ngăn ngừa, nó nguy cơ dẫn tới phù nề các cái mô ở xung quanh. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức bổ ích vừa rồi của chuyên gia. Và thưa quý vị, hiện nay thì tôi vừa nhận được thông tin tới từ nhãn hàng X-Cốt Vương là chúng tôi đang có rất nhiều các chương trình tri ân cho quý khách hàng. Nếu như anh Chiến có quan tâm thì hãy nhanh chóng liên hệ để nhận được tư vấn tốt nhất nhé. Thưa quý vị, tiếp tục là những câu hỏi dành cho chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Tôi xin phép được liên hệ với số điện thoại là 082-618-2829. Chào bạn, tôi là Bảo Ngọc. Hiện tại thì tôi đang ngồi cùng chuyên gia Phạm Hòa Lan tại chương trình Chuyên gia cho mọi nhà. Bạn có thể chia sẻ được không ạ? Chào MC, chào chuyên gia. Tôi tên Quân, sống tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chuyên gia, bố tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, đã bị bệnh hơn chục năm, hiện giờ đau nhiều ở sau lưng, hai chân yếu, đi lại rất khó khăn, chân trái có bị teo khoảng 7/10, bàn chân tê buốt, khi về đêm hay thời tiết thay đổi lại càng đau nhức nhiều hơn, khiến ông ngủ không được, gần đây cũng gầy đi nhiều và ăn uống cũng kém. Gia đình hết sức lo lắng, có đưa đi khám bác sĩ, có kết luận là thoái hóa viêm vô khuẩn khớp háng, cũng cho dùng nhiều loại thuốc khác nhau, mua cả thuốc bổ cho ông uống mà không cải thiện. Nay xem được chương trình thì có liên hệ, còn mong chuyên gia giúp đỡ xem giờ bố tôi như vậy có chữa được không và dùng phương pháp nào. Viêm khớp háng ấy là cái bệnh lý chủ yếu gặp người lớn tuổi, là cái hậu quả của tuổi tác và cái tình trạng mài mòn khớp kéo dài. Bệnh nhân viêm khớp háng ấy thường là bị đau đớn kéo dài, cấu trúc khớp thì bị biến đổi và thậm chí có thể gây tàn phế. Hiện nay thì vẫn chưa có thuốc mà chữa viêm khớp háng khỏi hoàn toàn. Cái phương pháp điều trị chủ yếu là kiểm soát các cái triệu chứng của bệnh thôi, giảm nguy cơ tàn phế. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng dùng qua các cái phương pháp mà không được như mong muốn ấy, thì tôi có thể gợi ý cho bạn sử dụng cái sản phẩm X-Cốt Vương được chiết xuất từ các loại thảo dược từ thiên nhiên quý hiếm và được cô đọng lại thành viên hoàn tán, giúp phát huy được tối đa cái dược tính có trong từng loại thảo dược, đặc biệt là bột nhũ hương. Hoạt chất này ức chế men 5-niposilaza, một loại enzyme tổng hợp leu-trienex, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến quá trình khởi phát và duy trì quá trình viêm. Thông qua cơ chế này, acid boenic giúp ức chế các quá trình tự miễn, giảm viêm khớp và làm chậm quá trình tổn thương trong sụn, rồi tăng tiết chất nhầy bôi trơn tại các khớp sụn. Vâng ạ, anh Quân thân mến, ngay sau cuộc gọi này sẽ có chuyên gia gọi điện tư vấn trực tiếp về đăng ký mua sản phẩm cũng như là hỗ trợ thêm về các thông tin khuyến mại của chương trình ạ. Vâng, tôi cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia và MC. Thưa quý vị, bên cạnh những chia sẻ và tư vấn từ chuyên gia, chúng tôi xin được cung cấp thêm thông tin về sản phẩm X-Cốt Vương. Sản phẩm được sản xuất và bào chế chất lọc từ các thảo dược dân gian như là dây đau xương, tăng ký sinh, cẩu tích, dây gắm, cốt tóa bổ, ngưu tất, kê huyết đằng, đỗ trọng, bột quế chi, bột nhũ hương, bột thiên niên kiện, bột đương quy. Sản phẩm có công dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ bổ gan, thận, hỗ trợ mạnh gân xương, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp, giảm đau nhức xương khớp, tê mỏi chân tay do viêm khớp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì số lượng cuộc gọi đến chương trình ngày một nhiều, nhưng do thời lượng lên sóng của chương trình có giới hạn, nên chúng tôi xin dừng phần kết nối trò chuyện trực tiếp với chuyên gia trên trường quay tại đây. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn vẫn có thể gửi câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi qua số hotline hiện đang hiện trên màn hình. Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối câu hỏi của quý vị khán giả tới chuyên gia để có thể đưa ra những lời giải đáp sớm nhất. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn nhà tài trợ X-Cốt Vương, chuyên gia xương khớp cho mọi nhà đã tài trợ số phát sóng lần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!